tin giáo xứ Bến Trường, trại hè 2018 tại giáo xứ Bến Trường, ngày 27 tháng 6, giáo xứ Bến Trường tổ chức buổi cắm trại dành cho tất cả các em trong giáo xứ với chủ đề hiệp nhất cùng giê Giêsu. Nhưng buổi cắm trại với mục đích dành cho các em thiếu nhi có một mùa hè thật vui tươi và bổ ích sau bao ngày tháng học hành phát vả. Sau lễ chào cờ và khai mạc là chuỗi những trò chơi vận động được các thầy, các anh chị huynh trưởng tổ chức, tạo ra không khí vui nhộn và sáng tạo, giúp cho các em có phần hưng phấn hơn trong buổi nhập trại. Các trò chơi cũng mang tính đoàn kết và tương trợ lẫn nhau để cho các em hiểu ra được sức mạnh của sự hiệp nhất khi ta vui chơi cùng nhau. Tuy mệt nhưng các em vẫn rất hăng hái và vui chơi tối cùng ngày là buổi lửa trại chỉ vài ba cây củi chất lại và được nhóm lên ngọn lửa nhỏ bé cũng có thể làm nên ngọn lửa của sự hiệp nhất của sự yêu thương và giúp đỡ lẫn nhau kế tiếp đó là những tiết mục văn nghệ do từng trại biểu diễn chỉ với khoảng hai tiếng các em đã có được đêm lửa trại sôi động và trần đầy niềm vui Tuy buổi cắm trại chỉ vỏn vẹn trong một ngày, nhưng cũng làm cho các em gắn kết lại với nhau trong yêu thương và hiệp nhất. Nguyện xin Thiên Chúa ban muôn phúc lành xuống trên mọi người thiếu nhi giáo xứ chúng con, để từ ngày chúng con biết yêu thương gắn kết với nhau hơn cho xứng đáng là con ngoan của Thiên Chúa.